Trời, không nhét vô. À, bạn số 3. Năm ba. Chăm sóc. Cặp 2-3 sẽ đi chợ, đi siêu thị. Anh nam số 2 á, là bù đắp lại anh, cho cái lựa đúng chọn. Đúng rồi, anh thấy này. Anh nam số 3 đứng đó là anh đứng chính giữa, anh khó chịu. Để anh thấy. Trời, không nhét vô. À, bạn số 3. Năm ba. Chăm sóc. 2. Cặp 2-3 sẽ đi chợ, đi siêu thị. Anh nam số 2 á, là bù đắp lại anh, cho cái lựa đúng chọn. Đúng rồi, anh thấy này. Anh nam số 3 đứng đó là anh đứng chính giữa, anh khó chịu. Ui má ơi. Ông mà đỡ hơn nãy nhiều lắm. Hồi nãy ra đúng rồi. Được không? Được. Ấm rồi. Ok chưa? Ấm rồi. Nhưng mà cũng có hai bạn cũng gây ấn tượng cho mình. Thì cái bạn số 2 thì mình đã nói lúc nãy rồi. Còn bạn số 3 thì bạn ấy khá là đàn ông. Cũng khá là chủ động với phụ nữ. Có nghĩa là ví dụ như bạn ấy thấy mình không kéo cái khóa thì bạn ấy chủ động là để anh kéo hộ cho em cho. Nhưng đôi lúc thì phụ nữ cũng nên chủ động một tí, nhưng mà vẫn bị thuyết phục bởi đàn ông chủ động. Thích kìa, thích quá trời thích kìa. Nhưng bạn nhận thích anh số 2. Lúc ánh mắt bạn nói về anh nam số 2 nó khác. Tại vì đối tượng bạn nghĩ ngay từ đầu đã là anh nam số 2 rồi. Ok chưa? Ấm rồi. Chăm cho cô số 3. Bạn số 2 lại chăm như số 3 nhiều hơn. Bạn số 2 để ý đó, liếc liền thấy chưa? Để ý đúng rồi, nhìn. Xe đẩy hả? Từ nha. Xem mua gì nè. Mua này trước đi à. Mì gói là phải mua nè. Đúng rồi. Để xem cái hàng nào ngon hơn nha. Cái này là 6.500, còn cái này 3.900 nè. Ăn loại nào? Cái này 1 ký. Ăn đủ mà, bao nhiêu đủ mà? Phải 5 ký. Không, nó 9 người lại mà. Không, 9 người nhưng mà ăn mì à, nhưng mà nhưng mấy bữa sau ăn khỏi mua nữa. Thôi thì mua 2 ký đi. Lắm, mua bịch thôi. Mua bịch đấy. Thiếu mà mua tiếp, không sao mua tiếp. Bây giờ phải nhìn hình đó. Sau ngày đầu tiên, chị Pepper đang nghĩ gì về những cái diễn biến tâm lý và tình cảm của các bạn? Chị nghĩ là như thế này, hồi nãy là khi mà bạn gái số 2 phải ngồi ăn một mình á, thì bản thân chị lại là người một mình rất là nhiều. Và chị thấy là cái trí tuệ của chị đến giờ phút này thì nó cũng không nhiều, nhưng đa số là chị phát triển được cái trí tuệ của chị trong lúc chị một mình. Nên có một cái bài học dành cho những bạn gái mà chúng ta chưa chọn được người yêu, hay là người yêu chúng ta chưa chọn chúng ta, khi chúng ta phải một mình, đó là hãy sử dụng thời gian đó một cách hiệu quả, là phát triển trí tuệ của mình, suy nghĩ, suy ngẫm và tự đánh thức những cái kiến thức nào đó mà mình cần. Em đang rất là hóng cái câu chuyện đến từ bạn nữ số 2 và anh trai số 2 như lúc đầu em đã đoán. Tại vì em nhìn thấy được là ngay từ đầu thì bạn nữ số 2 đã hướng về anh số 2 rồi. Và rõ ràng trong những cái moment khi mà phải làm chuyện này chuyện kia thì bạn nữ số 2 vẫn rất quan tâm cái anh số 2. Thì em đang muốn hóng những cái phần tiếp theo, coi là rốt cuộc anh số 2 có sẽ đáp lại cái tình cảm của bạn nữ số 2 hay không. Cái bạn số 3 là một bạn cũng rất là hoạt bát nè, rất là hiện đại và chịu chia sẻ, nói chuyện với mọi người. Còn riêng bạn số 4 là ở trong cái tập này từ đầu đến giờ chưa có thể hiện cho người ta biết rõ về cái tính cách của mình, nhưng mà khi mà nhìn nhận thấy bạn này cũng rất là dịu dàng, đầm thắm đó. Cái khoảnh khắc mà Thăng Bình gọi là ấn tượng nhất về bạn nữ số 4 á, là khi mà ngồi ăn chung với bạn nam số 2 với số 3, đúng không? Thì khi mà bạn nam số 2 đi đưa nước và để khăn giấy cho bạn nữ số 2 á, thì bạn nữ số 4 có nhìn qua tí xíu, có kiểu
kiểu ngạc nhiên, ngạc nhiên. Sao ngồi với mình mà à, đó thì kia. Đó là một cái khoảnh khắc duy nhất mà Bình ấn tượng bạn nữ số 4, cho nên là Thăng Bình cũng rất là muốn biết được rõ hơn về bạn nữ số 4 này, tính cách của bạn như thế nào. Em nghĩ bạn nữ số 4 là một bạn dễ thương, và tức là bạn không suy nghĩ quá nhiều. Nếu mà bạn cảm thấy hồn nhiên tí xíu, sao rõ ràng sao ngồi với mình mà lên đứa nước cho cô kia, thì bạn sẽ nhìn theo đúng như vậy. Tức là bạn rõ ràng không giấu được cảm xúc, giấu được cảm xúc rất là vô tư và hồn nhiên, rất là vô tư, rất là dễ thương kiểu vậy. Em cũng đang cảm thấy là anh số 1 là ảnh dung hòa giữa là có một cái bề ngoài khá là lạnh lùng, nhưng mà có vẻ như là bên trong ảnh cũng khá là ấm áp và cũng rất là tinh tế. Không biết mọi người có để ý không, khi mà anh ấy lấy nước, anh lấy cho cả ba người đúng không, nhưng mà khi ảnh đặt nước xuống á, thì cái chai nước của cái anh bạn còn lại á, ảnh không có mở, nhưng mà ảnh rất nhanh tay mở cho bạn nữ, và anh mở cho ảnh. Chị thích mấy người vậy đó, chứ không phải mấy người mà mời ăn trưa mà mời riêng, với lại mời uống nước cũng mời riêng đó. Bởi vì tính giờ vẫn ế chưa, thấy chưa, đó có lý do hết, cái gì cũng có lý do hết á. Từ lạ thành thương lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel.